trả góp. Và cái xe đầu tiên em mua được đó là xe Vision, trả góp trong vòng 12 tháng. Mới trả được 4 tháng à. Trộm lấy mất tiêu. Trời ơi. À, cái thời điểm mà em sử dụng nhất là ngay cái lúc mất xe thì không có ai bên cạnh. Sau khi đẻ bé thứ hai được 1 tuổi là bắt đầu là em chia tay. Ba mẹ không có đồng ý mà. Vì bố mẹ em quan điểm bên em là đạo Thiên Chúa, nó là quan điểm bố mẹ em thì cũng hơi khắt khe chút xíu, nên là cứ muốn con cái là lúc nào cũng phải là chịu đựng, xong rồi là cho dù thế nào cũng phải ở bên nhau vì con vì cái. Tôi hỏi tại sao mà con lại có cái hành xử như vậy, nó chỉ nói là vì con không hợp. Mà thế ngày xưa mình đòi bằng được, ngày xưa là tôi đã định gọt tóc nó đi rồi, tôi buồn nó mấy năm tôi định từ nó rồi đấy.